What's up? Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 anh em đi đập hộp một em bàn phím cơ mới nhất đến từ hãng Idora. Đây là em EK384 nhưng mà phiên bản sẽ là phiên bản triple mod, tức là phiên bản 3 mod đấy. Thì hôm nay mình sẽ cùng xem thử với cái phiên bản nâng cấp 3 mod như này thì nó có ngon hơn những cái phiên bản trước không nha. Ok, let's go. Đầu tiên thì các bạn nhìn thấy cái hộp của nó không có khác biệt gì nhiều. Và chúng ta sẽ xem thử bên trong như thế nào nhé. Chiếc bàn phím thì sẽ được bọc ở trong một cái túi chống sốc như thế này thôi. Nó không có gì, không có đệm luôn. Đó, khá là đơn sơ sài. Chúng ta sẽ có một cái dây kết nối C2A. Cũng rất là bình thường luôn. Bằng nhựa. Không có bọc dù, cũng không có đầu chống nhiễu luôn. Chúng ta sẽ có thêm một cái cuốn hướng dẫn sử dụng. Và cái cuốn này cũng rất là dài. Tốt nhất thì các bạn nên giữ lại cái cuốn này nhé. Tại vì những cái bàn phím mà sử dụng không dây thì nó có rất nhiều cái chức năng mà chúng ta cần phải sử dụng. Đây, chúng ta sẽ được tặng thêm một cái nhổ keycap khá là nhỏ nhắn. Ở đây chính là chim bàn phím EK384 phiên bản mới nhất, phiên bản 3 mod của thằng Idora. Và như các bạn thấy thì về cái layout của nó sẽ là layout 84 truyền thống. Và hầu như là nó sẽ không có thay đổi gì nhiều so với phiên bản trước về cái mặt bên ngoài. Có một chút thay đổi đó là keycap của nó sẽ là keycap chuẩn OEM. Trước đây thì nó sẽ là chuẩn MDA và nó sẽ có cái vùng chữ khác một xíu. Do em này hiện tại thì đã thay đổi bằng keycap Sweetled cho nên là nó sẽ có cái phông khác. Đó, chúng ta sẽ nhìn thấy cái chiều cao của keycap cũng sẽ là chiều cao OEM truyền thống. Ở phía bên cạnh này chúng ta sẽ thấy có logo, nó sẽ có một cái tách riêng, một cái mảng màu đỏ ra như thế này. Và nhìn đối với mình thì nó cũng không được đẹp lắm. Còn cái cảm nhận của tùy người nữa, tùy từng người nữa. Về cái keycap thì các bạn thấy là keycap này nó sẽ mỏng hơn khá là nhiều so với lại cái phiên bản trước đây. Và nó sẽ là keycap ABS Double Shot Sweetled. Trước đây thì chúng ta sẽ có cái keycap đó là keycap PPT Double Shot các bạn. Nó sẽ ngon hơn về cái phần keycap nhé. Mặt sau thì hiện tại phiên bản này đã có hỗ trợ cái chân kickstand, tức là cái chân nâng hạ độ cao rồi các bạn ạ. Ngày trước thì không có, rất là bất tiện. Và chúng ta sẽ có thêm một cái khay để đựng cục USB rồi, chuẩn 2.4G. Đó. Về cái này thì mình đánh giá khá là cao. Chúng ta sẽ có một cái cần gạt chuyển mod giữa không dây và có dây nhé. Rồi ngoài ra thì chúng ta vẫn sẽ có bốn cái chân cao su để chống trơn trượt. Ok, hiện tại thì em này đang sử dụng đó là Red Switch của hãng Idora luôn. Đây, như các bạn thấy thì Idora nó cũng sẽ có sản xuất Switch riêng cho hãng. Thì theo mình cái này nó cũng chỉ dạng là kiểu OEM mình lấy name mình bỏ lên thôi. Tuy nhiên thì đây cũng là một cái để khẳng định cái thương hiệu Idora tại Việt Nam mình. Về cái Switch Red này thì mình đánh giá không được cao lắm tại vì nó vẫn còn có cái độ ping khá là nhiều và cái sạn. Tất nhiên là nó sẽ sạn hơn những cái con Switch mà đã được pre-loop rồi. Và về cái độ bền thì mình cũng chưa biết được cái độ bền nó sẽ ra sao. Tuy nhiên thì với cảm quan ban đầu thì mình thấy nó cũng khá là ok, tương đương với những cái con như Ultimo hoặc là Huono. Về cái khung của nó thì sẽ là khung nhựa bình thường thôi. Và cái blade sẽ là blade thép. Và con này cũng sẽ không có hỗ trợ hot swap hay là có hỗ trợ thay nóng gì đâu các bạn nhé. Các bạn lưu ý cái này nó hoàn toàn là mặt hàn, nên là các bạn cũng không thể nào mà có nhấc được cái switch ra. Cho nên các bạn lưu ý là các bạn không nên thử nhấc cái switch này ra nhé, thử nhổ ra thay thế nhé. Tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra luôn strap của em này. Đây, như các bạn thấy thì strap của em này đã được pre-loop sơ qua rồi. Chúng ta có thể nhìn thấy một lớp mỡ cũng khá là dày trên strap của em này. Tuy nhiên thì strap của nó thì không phải là thuộc dạng strap chỉ trò cho lắm, chỉ strap bình thường thôi. Nhưng mình kiểm tra thì nó lấy thấy nó cũng khá là chắc chắn và cũng bám rất là khít vào trong plate. Chắc chắn là nó sẽ đỡ sọc sệt hơn nhiều so với lại những cái phiên bản trước đây. Đó, cái cảm giác của nó cũng sẽ chắc chắn hơn, đỡ sọc sệt hơn nhiều. Có lẽ là Idora cũng đã có một chút thay đổi. Và như các bạn thấy thì cái chất lượng build của em này cũng rất là cứng cáp. Mặc dù nó là khung nhựa thôi nhưng mà khi mình cầm thì nó có cảm giác rất là đầm tay. Và mình vặn xoắn thì nó cũng không hề vặn xoắn nhé. Nó cũng rất là cứng luôn. Có lẽ là do nó hỗ trợ play thép. Ngoài ra thì em này đang có một cục pin đó là 1200 mAh.
Và với cái cục pin 1200 mAh này thì mình nghĩ nếu mà anh em sử dụng full LED thì rất khó mà có thể duy trì trong thời gian dài được. Tốt nhất thì các bạn là nếu mà sử dụng không dây thường xuyên thì các bạn bật ít LED thôi hoặc là tắt LED luôn cũng được. Còn nếu như mà các bạn là để ở nhà ít di chuyển thì chúng ta cũng có thể bật LED thoải mái để khi nào hết thì mình cắm dây bình thường. Rồi chúng ta sẽ sang một cái phần nữa khá là ngon của em này, đó là phần LED. Đây, sau khi mình bật lên thì như các bạn thấy em này đang được trang bị cái hệ thống đèn LED RGB rất là sáng. Về cái độ sáng thì mình đánh giá rất là cao so với lại những cái phiên bản trước đây. Hầu như những con Edora trước đây mình làm thì có cái độ sáng rất là thấp. Tuy nhiên thì con này đã được đẩy cái mức độ LED sáng lên khá là cao, mặc dù là không dây nha các bạn. Mình đã để đèn ở trong phòng khá là nhiều, tuy nhiên thì chúng ta vẫn thấy được cái LED của nó hắt lên. Về cái cách kết nối thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng ở trên đây nó có ghi ba cái QWE này chính là ba cái Bluetooth, cái RF này chính là cái 2.4G và cái T này sẽ là dùng dây. Vậy chúng ta sẽ có ba cái chuẩn kết nối Bluetooth, một chuẩn kết nối dùng 2.4 và chuẩn dùng dây nhé, các bạn lưu ý. Và con này sẽ là dùng dây chuẩn Type-C, C2A. Nếu các bạn hết pin thì các bạn lưu ý là mình nên sạc bằng cái nguồn 5V 1A thôi, hoặc là cắm PC để sạc trực tiếp chứ không sử dụng sạc nhanh nhé. Rồi bây giờ mình sẽ test cho anh em xem thử các cái chế độ đèn LED của em này nhé. Như các bạn thấy thì các cái chế độ đèn LED của em này cũng khá là đa dạng và phần mềm của nó thì sẽ được ra mắt sớm nhất có thể, chắc là trong tuần này thôi, thì nó sẽ có luôn cái hỗ trợ phần mềm riêng để có thể tùy chỉnh LED cũng như là macro hoặc là tùy chỉnh các cái nút bấm của em này nha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một phần rất là quan trọng, đó là sound test cũng như là cái cảm nhận gõ của em này nha. Như vậy là mình đã vừa sound test cho anh em nghe về hai phiên bản Brown và Red của em này. Và Edora đã thực sự có một chút cái thay đổi, đặc biệt là trong Start cũng như là trong Switch nhé. Mình gõ rõ ràng là nó sẽ có cải thiện hơn, cảm giác gõ rất là nhiều. Mặc dù là cái tính ping nó vẫn còn, do hiện tại là cái Switch của nó không phải là Switch ngon. Tuy nhiên thì những cái Start đã được làm khá là chỉnh chu và cũng như là cái hệ thống đèn LED cũng rất là sáng nữa. Đấy, khá là ngon. Hiện tại thì con này đang có hai phiên bản nha các bạn. Đó, chúng ta sẽ có thêm một phiên bản màu trắng xám và phiên bản màu xám trắng nữa. Đây, hai phiên bản này nó sẽ đối nghịch nhau. Một cái là màu màu xám nó sẽ nhiều và một cái là màu trắng nó sẽ nhiều. Cái này thì tùy gu thôi. Với mình thì chủ yếu là cái cảm giác gõ cũng như là cái loại switch thôi. Chứ còn màu sắc thì như con này nó cũng không quan trọng lắm. Vì LED nó cũng rất là sáng mà. Và cái đặc biệt nhất mà mình thấy được từ cái con này đó chính là cái phần giá. Giá của em này hiện tại mua chính hãng thì nó sẽ là giá 850 ngàn. Rất là ngon cho những anh em nào đang tìm kiếm một chiếc bàn phím cơ nhỏ gọn, nào có 3 mốt không dây, lại chính hãng.
bảo hành 2 năm đó. Thì có lẽ đây là một trong những con bàn phím rất là hiếm hoi của Indira mà có cái giá mình thấy nó hợp lý như thế này. Như vậy là mình đã vừa mới review sơ qua cho anh em hai con bàn phím này. Thì các bạn nghĩ như thế nào về hai em này? Đó. Nếu mà các bạn có ý kiến gì thì cứ để lại comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu mà các bạn muốn tham khảo giá thì mình có để link ở dưới phần mô tả đấy. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ like, share và ủng hộ kênh Bọt Gear nhé. Bye bye.